Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Có thể nói chưa Tổng thống Mỹ nào bị kiện tụng bủa vây nhiều như ông Donald Trump. Kể cả trong và sau thời gian đương nhiệm, gần như mọi công ty ông Trump lãnh đạo đều bị điều tra. Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ vừa đưa ra một báo cáo dài 156 trang thể hiện rằng các doanh nghiệp liên quan với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận 7,8 triệu USD từ 20 chính phủ nước ngoài trong thời gian ông nắm quyền và các tổ chức Trung Quốc thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến ông Trump nhiều nhất trong nhóm này. Trong báo cáo, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington là một trong những cơ quan chi tiền vào bất động sản thuộc sở hữu của ông Trump từ năm 2017 đến năm 2020. Báo cáo này cũng gọi tên hãng hàng không nhà nước Trung Quốc Hainan Airlines, Ngân hàng Công thương Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước. Cả ba thực thể này đều trả tiền cho các tòa nhà thuộc sở hữu của ông Trump, cụ thể là Trump Tower ở New York và các khách sạn Trump International ở Washington DC và Las Vegas, Nevada. Ông Jamie Raskin, nghị sĩ đứng đầu phe Dân Chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ viện, viết trong báo cáo, sự thật là 7,8 triệu USD gần như chắc chắn chỉ là một phần nhỏ trong số tiền bất hợp pháp thu được từ nước ngoài của ông Trump. Tuy nhiên, riêng con số này là một vụ bê bối và là động lực thúc đẩy hành động mang tính quyết định. Theo tờ South China Morning Post, báo cáo nêu rõ, cựu Tổng thống đã vi phạm hiến pháp Mỹ khi các doanh nghiệp của ông chấp nhận các khoản thanh toán này mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Một số quốc gia có tên trong báo cáo ngoài Trung Quốc còn có Ấn Độ, Kuwait, Malaysia, Qatar và Ả Rập Saudi. Báo cáo cho rằng, những quốc gia này đã chi tiêu thường rất xa hoa vào các căn hộ và khách sạn tại các bất động sản của ông Trump, làm giàu cho cá nhân ông Trump, trong khi ông đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại liên quan đến chương trình nghị sự chính sách của họ đi kèm theo những hậu quả sâu rộng đối với Mỹ. Báo cáo cáo buộc ông Trump đã không tiết lộ các khoản thanh toán đó cho Quốc hội và tích cực ngăn cản Quốc hội thu thập thông tin về chúng. Sau cuộc bầu cử năm 2016, Quốc hội Mỹ bắt đầu xem xét những xung đột lợi ích tiềm tàng của ông Trump và những vi phạm hiến pháp tiềm ẩn của ông. Báo cáo còn khuyến nghị Quốc hội thắt chặt các yêu cầu đối với một Tổng thống Mỹ trong việc thông báo về các khoản thu nhập. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington hôm 4 tháng 11 từ chối bình luận về bản chất bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện cho ông Trump khi nói rằng họ không phát ngôn về các vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ của Mỹ. Ông Richard Painter, giáo sư luật doanh nghiệp tại Trường Đại học Minnesota, người từng tham gia vụ kiện năm 2017, cáo buộc ông Trump vi phạm điều khoản về thù lao, gọi trường hợp của cựu Tổng thống là chưa từng có tiền lệ. Con đường tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 của ông Donald Trump đang gặp liên tục phải những trắc trở. Không chỉ hàng loạt doanh nghiệp bị điều tra, ông Trump còn bị hai bang là Colorado và Maine thẳng thừng gạch tên khỏi lá phiếu bầu cử Tổng thống sơ bộ. Hàng chục đơn kiện đã được đệ trình để loại ông Trump khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, với lập luận ông kích động bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 và do đó không còn đủ tư cách tranh cử theo mục 3 của tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Điều khoản này cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn. Mọi vụ kiện đều thất bại cho đến khi xuất hiện phán quyết của bang Colorado. Hàng chục tổng thư ký bang đã nhận được yêu cầu gạch tên ông Trump khỏi phiếu bầu. Tất cả đều nói rằng họ không có thẩm quyền làm như vậy nếu không có lệnh của tòa án, cho đến khi xuất hiện quyết định của Tổng thư ký Maine Sonia Bellow mới đây. Tuy nhiên, cả hai quyết định kể trên đang bị tạm hoãn thi hành trong khi tiến trình pháp lý đang diễn ra, theo hãng tin AP. Điều này đồng nghĩa ông Trump vẫn có tên trong phiếu bầu ở hai bang nêu trên và số phận chính trị của ông hiện nằm trong tay tòa án tối cao Mỹ. Tất nhiên, một người có cá tính mạnh như ông Trump sẽ không chịu ngồi yên. Phía ông Trump đã gửi đơn kháng cáo lên tòa án tối cao Mỹ đối với phán quyết của bang Colorado và nộp đơn kháng cáo lên tòa thượng thẩm bang Maine. Trong đơn kháng cáo, ông Trump cho rằng phán quyết của Tổng thư ký Maine Sonia Bellow là hành động tùy tiện, thiên vị và không nhất quán. Các luật sư của ông Trump cũng đề nghị các thẩm phán tòa tối cao Mỹ đảo ngược hoàn toàn phán quyết của tòa Colorado. Theo các luật sư, phán quyết của tòa tối cao bang Colorado đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ cơ quan tư pháp ngăn cản cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống hàng đầu của một đảng lớn. Các luật sư của ông Trump nói rằng phán quyết này hoàn toàn sai trái. Hiện cựu tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với một loạt cáo vụ truy tố tại tòa án liên bang và cấp bang liên quan cuộc bầu cử năm 2020, việc xử lý sai các tài liệu mật và trả tiền để bịt miệng một ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels. Ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt cáo buộc hình sự và bị truy tố trong 4 vụ án khác nhau. Dự kiến vào tháng 3 năm 2024, ông sẽ phải trình diện tại Tòa án Liên bang Mỹ liên quan vụ kiện cáo buộc ông tìm cách lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Ông Trump khẳng định
ông vô tội và cho rằng các vụ truy tố ông mang động cơ chính trị. Giới quan sát cho rằng lịch trình xét xử những vụ án này có thể gây trở ngại đối với hoạt động vận động tranh cử của ông Trump. Mục 3 của tu chính án 14 là cơ sở để bang Colorado và bang Maine, Mỹ ra quyết định loại tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi lá phiếu cuộc bầu cử sơ bộ của bang. Tu chính án 14 được phê chuẩn sau thời kỳ nội chiến Mỹ năm 1861-1865. Mục 3 của tu chính án 14 quy định các quan chức từng tuyên thệ tuân thủ hiến pháp Mỹ sẽ không đủ tư cách giữ chức vụ trong tương lai nếu họ tham gia nổi dậy hoặc đã hỗ trợ những người nổi dậy. Luật sư của ông Trump đưa ra một số lập luận chống lại nỗ lực gạch tên ông khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Đầu tiên, không rõ mục 3 có áp dụng đối với chức tổng thống hay không. Ngôn ngữ, một quan chức của Mỹ ở những nơi khác trong hiến pháp không có nghĩa là tổng thống, họ lập luận. Thứ hai, ngay cả khi mục 3 áp dụng đối với chức tổng thống, đây là câu hỏi chính trị được quyết định tốt nhất bởi cử tri chứ không phải bởi thẩm phán, họ nhấn mạnh. Thứ ba, thẩm phán can thiệp đồng nghĩa họ vi phạm quyền lợi của ông Trump về việc được hưởng thủ tục pháp lý công bằng, nhất là khi họ thẳng thừng kết luận ông không đủ tư cách dù chưa thực hiện một số quy trình tìm hiểu thực tế như một phiên tòa hình sự kéo dài, nhóm luật sư của ông Trump khẳng định. Thứ tư, họ lập luận sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 không phải là một cuộc nổi dậy theo nghĩa của mục 3, nó giống một cuộc bạo loạn hơn. Cuối cùng, ngay cả khi đó là một cuộc nổi dậy, họ nói ông Trump không trực tiếp tham gia vào sự kiện này bởi ông chỉ sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình. Tất nhiên, phía công tố muốn loại ông Trump cũng có lý lẽ riêng của họ. Sự kiện hôm 6 tháng 1 năm 2021 là một cuộc nổi dậy do Trump kích động, vì thế ông phải bị loại. Giới chuyên gia pháp lý cảnh báo, nếu tòa án tối cao không giải quyết vấn đề rõ ràng, hỗn loạn có thể nổ ra vào tháng 11 năm 2024, thời điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ, hoặc tháng 1 năm 2025, thời điểm Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức, nếu ông Trump đắc cử. Trong trường hợp tòa án tối cao né tránh vấn đề hoặc nói rằng đó không phải là quyết định của tòa án và Đảng Dân Chủ giành được thế đa số sít sao trong Quốc hội, liệu Đảng Dân Chủ sẽ xác nhận ông Trump đắc cử hay tuyên bố ông không đủ điều kiện làm Tổng thống? Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.